Hello các bạn, hôm nay đi lấy cơm bự bự à. Con bảy con sáu. Hôm nay mình đi lấy tôm các bạn. Tôm ở hồ Cô Tôm Thiên Trang. Cái bữa nay cái gì vậy? Xe đông quá. Chắc bữa nay có thi Cô Tôm. Bây giờ mình vô mình quay phim các bạn xem bữa nay có thể là Cô Tôm. Các bạn đón xem. Hôm nay đi lấy tôm. Vô tình quay được cảnh hồ Thiên Trang là Cô Tôm. Số 1, con thứ 6. Tỷ số hiện tại dẫn đầu em là số 7 và số 8 đồng 10 con là đồng hạng nhất, và đồng hạng 3 có số 2 7 con và 14 7 con, 16 7 con. Số 7 con thứ 11. 11 con thứ 3. Mời bố con thứ tám đồng A vườn cho em ba. Có dừng thôi á nha. Số 10 con thứ ba. Không hết rồi, không hết rồi. Để ở đâu mà. A vườn nổ. Ai ơi, ai chịu được. Bảy con thứ sáu.
gì? Đánh đâu vô là phải chạy là chụp nó liền, nó sợ lắm đẹp. Thế nói chơi à? Nhắc lại, tôm không ăn anh em vui lòng bỏ cần xuống dưới thành nồi giùm em. Và xin thông báo vào ngày 4 tháng 9, nghĩa là tuần sau, thứ sáu tuần sau, hồ câu tôm bút gồm có dạy, có tổ chức thi giải nha anh em. Một gần 2 triệu, 18 cây, gãy 8, 6 bút và 6 cục xôi. Anh em nào đăng ký thì liên hệ với bên mình. 1 ký hả? Tôm 20 ký tôm thường và 5 ký Hugo. Số 3 con thứ 5. Số 10 con thứ 4. Dạ chị. Rồi cảm ơn chị ha. Con thứ 6, con thứ 7. Mười bảy con thứ bảy. Số chín con thứ sáu.